Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Shinsuke của nhóm Double Wish. Hôm nay tôi giới thiệu đến các bạn application. Tôi sử dụng application này thì tôi có thể nói chuyện với con mèo. Cái này được hammer ở Nhật Bản. Bạn của tôi là Akira Continental Fever, nghệ sĩ hài. Anh ấy sử dụng cái này ở Indonesia. Chắc là anh ấy nói chuyện với con mèo được nên chúng tôi làm thứ cái này. Xin chào. Chọn con mèo. Konnichiwa. Cái này. Konnichiwa. Dạ, mèo nhè. Hôm nay thì con mèo nói meow. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh hiểu. Rồi có thể nói chuyện với con mèo bằng Apori này. Con mèo rất rất dễ thương. Các bạn hãy sử dụng Apori này để download